Kính thưa quý vị đại biểu, chúng tôi từ phía chương trình Chống Lao xin phép được chia sẻ một số cái thông tin. Đầu tiên thì bài trình bày chúng tôi sẽ là những cái thông tin tổng quan về bệnh lao cũng như là những cái hoạt động gì chúng tôi đã làm đối với các nhóm nguy cơ cao, và trong đó thì nhóm bệnh nhân tiểu đường cũng là một trong những cái nhóm mà lâu nay chúng tôi đã quan tâm, đã thực hiện những cái hoạt động sàng lọc. Ngoài những cái chuyện thường quy, chúng tôi cũng đã làm những cái hoạt động phát hiện chủ động, phát hiện tích cực trong cái nhóm bệnh nhân này. Tôi sẽ xin chia sẻ với hội nghị ba cái nội dung chính về dịch tễ, bệnh lao, lao tiềm ẩn, định hướng tăng cường phát hiện ca lao tiềm ẩn, lao cũng như lao tiềm ẩn ở Việt Nam, và những cái quy trình mà chương trình Chống Lao hiện đang áp dụng để tầm soát ca bệnh lao, lao tiềm ẩn trong các nhóm nguy cơ cao. Thế thì về dịch tễ bệnh lao thì chúng ta thấy rằng là tiểu đường thì tôi chưa thấy có trong danh sách ở những nước có tình hình dịch tễ cao nhất thế giới. Thế nhưng mà lao của chúng ta thì đã có trong danh sách là một trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao và lao kháng đa thuốc cao nhất trên thế giới, và chúng ta đứng thứ 11. Thế và nhìn vào cái bảng thống kê ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái đóng góp của chương trình chống lao đối với cái công tác phòng chống lao ở Việt Nam cũng đã góp phần làm giảm dịch tễ bệnh lao ở Việt Nam. Nhưng chúng ta ở cái mức nó rất là cao. Từ năm 2015, nếu như cái tỷ lệ mắc mới còn đang là 199 trên 100.000 dân, thì từ hai năm 2015 cho tới năm 2019, cứ mỗi năm thì chúng ta giảm khoảng trên dưới 3%, và chúng ta giảm xuống còn 176 trên 100.000 dân. Thế nhưng mà tới năm 2020 và tới năm 2021 thì ta nhìn thấy rằng là có vẻ như cái tỷ lệ giảm này nó hơi chững lại. Và giữa năm 19, 20 thì ta không còn nhìn thấy sự giảm, xu hướng giảm nữa. 20 và 21 thì chỉ giảm có trên 1% thôi. Điều này cho chúng ta thấy rằng là đại dịch COVID ở tại Việt Nam thì cũng ảnh hưởng tới cái công tác chẩn đoán, phát hiện cũng như là thu nhận, điều trị các cái bệnh nhân lao. Thế rồi cùng với cái việc rằng là tỷ lệ mắc mới chúng ta giảm đi, công tác phòng chống lao của chúng ta chững lại trong những năm đại dịch COVID, thì chúng ta nhìn thấy là tỷ lệ chết tăng từ 8,9 lên tới 12 người chết do lao trên 100.000 dân. Và cái tỷ lệ bao phủ điều trị ở đây nghĩa là chúng ta phát hiện được, điều trị được bao nhiêu phần trăm số bệnh nhân lao có trong cộng đồng. Thì từ cái chỗ là năm 2015 là chúng ta đạt 55%, và chúng ta tăng dần lên tới năm 2019 là 60%, tức là chúng ta đã phát hiện và điều trị được cho tới 60% bệnh nhân lao có trong cộng đồng. Thì trong hai năm 20 và 21, xu hướng này lại có vẻ giảm xuống vì chương trình chống lao của chúng tôi là những bệnh viện phổi. Do vậy chúng tôi phải làm cả công tác quản lý lao lẫn những cái bệnh hô hấp khác, và có tới gần 40 tỉnh trên toàn quốc của chúng tôi là năm 2021 đại dịch COVID là chúng tôi bị huy động gần như hoàn toàn 100% công suất sang điều trị COVID, và đây chính là một trong những nguyên nhân mà làm giảm cái tỷ lệ phát hiện cũng như là thu nhận điều trị của bệnh nhân lao xuống còn có 46% thôi. Về dịch tễ lao kháng thuốc thì ta cũng thấy là có vẻ như có cái xu hướng tăng lên. Chúng tôi tham gia vào cái mạng lưới điều tra kháng thuốc toàn cầu thì chúng tôi thực hiện năm 2006, 2007 và năm 2011, 12 chúng tôi thực hiện hai cái điều tra kháng thuốc trên toàn quốc, thì ta thấy rằng cái xu hướng lao kháng thuốc trong số bệnh nhân lao mới cũng tăng từ 2,7 lên 4%, và trong số bệnh nhân điều trị lại thì từ 19 lên 23,3%, và do đó thì cái số lượng bệnh nhân lao kháng thuốc ước tính tuyệt đối ở trên toàn quốc của chúng tôi trên cái số bệnh nhân lao được phát hiện đã tăng từ 3.700 lên tới 5.200 bệnh nhân. Tỷ lệ phát mắc lao phổi thì như chúng tôi cũng đã trao đổi, năm 2017, năm 2007 và 17 chúng tôi thực hiện hai điều tra trên toàn quốc về tỷ lệ hiện mắc lao, thì chúng tôi thấy rằng là trong 10 năm thì tỷ lệ hiện mắc lao trên toàn quốc đã giảm tới 38%, và trung bình mỗi một năm là cứ giảm trên dưới 3%. Và tỷ lệ lao thì khác nhau ở giữa các vùng miền. Ta nhìn vào bảng ở đây, theo kết quả điều tra của chúng tôi thì chúng ta thấy rằng là miền Trung và miền Nam thì tỷ lệ mắc lao cao hơn miền Bắc rất nhiều không ạ? Thế rồi Nam thì mắc lao cao hơn nữ tới 4,2 lần. Thế rồi nhóm tuổi thì người càng cao tuổi thì cái xu hướng mắc lao càng cao. Đó. Về lao tiềm ẩn thì sao ạ? Lao tiềm ẩn thì trên thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới người ta ước tính rằng có khoảng 25% dân số thế giới nhiễm lao. Thế và ở Việt Nam của chúng ta thì có một số các nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng trên dưới 30% dân số nhiễm lao. Và chúng tôi có một số các nghiên cứu ở trong những cái nhóm đặc thù, ví dụ như cán bộ y tế của chúng ta chẳng hạn, vào năm 2014 chúng tôi có một cái nghiên cứu xem là cán bộ y tế của chúng ta thì mắc lao, nhiễm lao là bao nhiêu phần trăm. Thì báo cáo các anh các chị rằng là
gần 30% cán bộ y tế của chúng ta ở tại các cái bệnh viện đa khoa và chuyên khoa lao, nhiễm lao. Thế và nếu như tính riêng ở các cái bệnh viện lao của chúng tôi thôi thì có gần 42% nhân viên y tế nhiễm lao, còn các bệnh viện đa khoa tỷ lệ thấp hơn nhưng mà cũng dao động trong khoảng 27-28%, không hề thấp đúng không ạ? Và nếu như trong những cái tài liệu của Tổ chức Thế giới thì có nói rất rõ rằng nếu chúng ta điều trị lao tiềm ẩn đúng cách và phải đảm bảo tuân thủ phác đồ thì cái việc ngăn ngừa chuyển từ nhiễm lao thành bệnh lao có thể đạt tới hiệu quả là 90%. Thì chính vì những cái kết quả nghiên cứu, những cái số liệu như thế này cho nên là lao tiềm ẩn đã trở thành một trong những cái định hướng của Tổ chức Y tế Thế giới ưu tiên trong cái thời gian tới của chúng tôi. Muốn chấm dứt bệnh lao thì phải thực hiện chẩn đoán và điều trị lao tiềm ẩn. Ngoài với cái việc là chúng ta chẩn đoán điều trị bệnh lao bây giờ thì chúng ta làm thêm một cái nhiệm vụ nữa, đấy là chẩn đoán điều trị lao tiềm ẩn. Và cũng theo những cái tài liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì trong số tất cả những cái người nhiễm lao thì chỉ có dao động khoảng tầm 10% cái số người nhiễm lao là có nguy cơ trong cả cuộc đời người ta sẽ chuyển thành bệnh nhân lao. 5% thì có thể chuyển thành bệnh nhân lao trong cái giai đoạn vừa mới nhiễm xong, trong vòng 1-2 năm đầu sau nhiễm, và khoảng 5% còn lại thì sẽ phát triển thành bệnh nhân lao khi mà người ta ở cái lứa tuổi lớn hơn, khi hệ miễn dịch bắt đầu có cái xu hướng là không còn làm tốt cái nhiệm vụ của mình nữa, thì cái 5% còn lại sẽ chuyển thành từ nhiễm thành bệnh lao. Và có tới 90% những người có hệ miễn dịch khỏe mạnh như chúng ta đây thì sẽ dù là nhiễm lao nhưng sẽ không bao giờ trở thành bệnh nhân lao cả. Và có rất nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng như trong cái tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới trong năm 2018 rồi năm 2020 thì người ta đã nói rằng là nếu như với những người bình thường có hệ thống miễn dịch khỏe mạnh có cái nguy cơ chuyển từ nhiễm lao thành bệnh lao là khoảng 10% trong cả cuộc đời, thì với cái người bệnh tiểu đường nguy cơ này tăng gấp 3 lần. Và nếu chúng ta là 10% thì cái người bệnh tiểu đường của chúng ta nguy cơ chuyển từ nhiễm thành bệnh lao sẽ là 30% trong suốt cả cuộc đời của người ta. Và đây cũng chính là một trong những cái lý do mà chúng tôi đưa nhóm bệnh nhân tiểu đường và là một trong những cái nhóm ưu tiên cho các cái hoạt động sàng lọc phát hiện điều trị bệnh lao cũng như là lao tiềm ẩn. Thế và với người HIV thì còn cao hơn nữa, cái nguy cơ này tăng gấp 20 lần theo các thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới. Và thế giới người ta cũng có những cái nghiên cứu về những cái mô hình muốn thanh toán bệnh lao vào năm 2050 hay là muốn chấm dứt bệnh lao vào năm 2035. Thì những cái việc là nếu chúng ta đang làm bây giờ chúng ta chỉ điều trị bệnh nhân lao không thôi, chúng ta không quan tâm đến lao tiềm ẩn, chúng ta không đạt mục tiêu này. Và chỉ có một con đường duy nhất là chúng ta chẩn đoán điều trị bệnh lao cùng với chẩn đoán điều trị lao tiềm ẩn, chúng ta mới có thể đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta đề ra là chấm dứt bệnh lao vào năm 2035 hay là thanh toán bệnh lao vào năm 2050. Và chương trình chống lao của chúng tôi thì cũng đưa ra các cái phương hướng, vì là dịch tễ bệnh lao của chúng ta còn rất là cao. Nếu như chúng ta muốn chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, nghĩa là chúng ta đang giảm cái tỷ lệ mắc lao của chúng ta bây giờ là khoảng 173 trên 100.000 dân đúng không ạ? Và chúng ta muốn giảm tới dưới 20 trên 100.000 dân vào năm 30 hay dưới 10 trên 100.000 dân vào năm 2035, thì chúng ta phải giảm trung bình cho tới năm 2025 chúng tôi phải giảm 10% một năm, trong khi cái xu hướng bây giờ chúng tôi đang giảm 3% một năm thì chúng tôi phải giảm tới 10%, và từ năm 25 tới năm 35 chúng tôi phải giảm gần 20% ở tỷ lệ mắc lao một năm thì mới có thể đạt được cái mục tiêu chấm dứt bệnh lao. Và đây là những cái phương hướng mà chương trình chống lao chúng tôi đưa ra. Ngoài cái việc là chúng ta duy trì tất cả những hoạt động thường quy thì còn phải kết hợp với sử dụng các cái thuốc mới, công cụ mới, vaccine mới và những tiếp cận mới. Và tiếp cận mới của chương trình chống lao bây giờ đó là những cái hoạt động sàng lọc chủ động, hoạt động sàng lọc tích cực bệnh lao trong những nhóm nguy cơ cao, và một trong những nhóm nguy cơ cao đó thì có bệnh nhân tiểu đường. Đây là những cái định hướng về tăng cường phát hiện bệnh nhân lao, thì chúng tôi có hoàn toàn rất là nhiều những cái định hướng và hoàn toàn đi theo cái luồng đường đi chỗ nào có người bệnh thì chúng tôi đưa ra những cái định hướng, những can thiệp của chương trình từ chỗ những người bệnh có trong cộng đồng không tìm tới cơ sở y tế thì chúng tôi thực hiện can thiệp gì, khi bệnh nhân tới cơ sở y tế nhưng không tới với cơ sở y tế lao của chúng tôi thì chúng tôi làm cái gì, và
Với cơ sở y tế Lao của chúng tôi thì chúng tôi đều có những can thiệp rất cụ thể cho các cái nhóm bệnh nhân Lao để mà tăng cường phát hiện được nhiều nhất số bệnh nhân Lao. Và với tất cả những cái can thiệp này thì vì chương trình chống Lao ở Việt Nam chúng ta thì hoàn toàn chưa có đủ kinh phí để cho các cái hoạt động phòng chống Lao, và phần lớn hoạt động phòng chống Lao của chúng tôi thì trông chờ vào những cái nguồn kinh phí tài trợ, trong khi ngân sách của chính phủ chỉ dao động đáp ứng khoảng 20% thôi, tới 30% thì phần kinh phí còn lại hoàn toàn trông chờ vào các nhà tài trợ, và chúng tôi phải ưu tiên, chúng tôi phải lựa chọn các nhóm bệnh nhân ưu tiên để thực hiện các cái can thiệp của mình. Và các cái nhóm bệnh nhân ưu tiên đó, ví dụ như ở đây chúng tôi đưa ra là gì ạ? Người cao tuổi, người tiểu đường, người HIV, rồi một số các cái nhóm nguy cơ khác. Đây là một số những cái quy trình mà chúng tôi đang áp dụng để tăng cường phát hiện bệnh nhân Lao. Đây là quy trình phát hiện chủ động bệnh Lao lo tiềm ẩn. Đây là chúng tôi mang con người, mang xe X quang, mang các cái cơ sở vật chất của chúng tôi, trang thiết bị của chúng tôi tới cộng đồng. Chúng tôi lựa chọn ra các cái nhóm bệnh nhân ưu tiên, những nhóm nguy cơ cao. Chúng tôi không có đủ kinh phí để làm cho toàn bộ một huyện hay toàn bộ một xã hay cho toàn bộ cộng đồng, nhưng chúng tôi lựa chọn ra những cái nhóm ưu tiên. Thì với những cái chiến dịch chủ động cộng đồng này, chúng tôi mời các cái nhóm, chúng tôi lập danh sách, chúng tôi tuyên truyền trên loa đài, chúng tôi mời những cái nhóm người nguy cơ cao tới, và bệnh nhân tiểu đường của chúng ta thì cũng là một trong những nhóm được chúng tôi mời tới để sàng lọc. Và tất cả những người tham gia ở đây thì sẽ được chụp X quang bất thường nghi Lao thì sẽ được làm X-post, và khi có bệnh Lao thì sẽ được liên kết với cơ sở phòng chống Lao của chúng tôi để thực hiện các cái liệu trình điều trị đúng theo quy chuẩn của chương trình chống Lao. Về phát hiện tích cực bệnh nhân Lao tại cơ sở y tế, tích cực là gì? Ở đây là chúng tôi không xuống cộng đồng để tìm bệnh nhân, như ở đây là những nhóm người bệnh có nguy cơ cao đến cơ sở y tế để khám hiện thường quy. Chúng ta biết rằng là bệnh nhân tiểu đường thì một tháng một lần, đúng không ạ, phải tới các cái đơn vị y tế để khám thường quy. Thế và chúng tôi phối hợp với các cái bệnh viện đa khoa tỉnh, chúng tôi phối hợp với các bệnh viện đa khoa tuyến huyện để sao khi người bệnh tiểu đường đến với chúng tôi, khi họ có HbA1c trên 8%, khi họ chưa chụp X quang bao giờ, họ là những người bệnh tiểu đường mới, hoặc khi họ là những người trên 60 tuổi mắc bệnh tiểu đường, vân vân, thì những cái người như vậy chúng tôi sẽ cho chụp X quang, và X quang của họ có triệu chứng nghi Lao, thì những người đó được chụp X quang và X quang có biểu hiện bất thường nghi Lao thì đều được chỉ định làm xét nghiệm X spot để phát hiện bệnh nhân Lao trong cái nhóm bệnh nhân tiểu đường này. Thế tuy nhiên, cái hoạt động phát hiện tích cực bệnh Lao ở tại các cái cơ sở y tế này, vì chúng tôi phối hợp với các đơn vị đa khoa cũng như là tuyến tỉnh và tuyến huyện, thế cho nên là chúng tôi chưa thể triển khai được cái Lao tiềm ẩn, quản lý Lao tiềm ẩn trong nhóm này. Cho nên ở đây thì những nhóm bệnh nhân tiểu đường của chúng ta được khám, chẩn đoán, phát hiện sớm bệnh Lao và đưa vào điều trị. Và đây là một cái hoạt động nữa, thì đây chính là hoạt động thường quy. Ở đây là chúng tôi quản lý bệnh Lao và Lao tiềm ẩn ở tại các cái cơ sở y tế của chúng tôi. Thế thì ở đây là với hoạt động này thì các cái nhóm người nguy cơ cao, thì trong này chúng tôi có nhóm người tiếp xúc hộ gia đình với bệnh nhân Lao phổi, có thể là bệnh nhân tiểu đường hay là những người không phải bệnh nhân tiểu đường, và những cái nhóm nguy cơ cao không phải là người tiếp xúc với bệnh nhân Lao nhưng họ có các yếu tố có các bệnh đồng nhiễm mà có nguy cơ là chuyển từ nhiễm thành bệnh Lao nhanh. Ví dụ như ở đây chúng tôi có đưa ra nhóm bệnh nhân tiểu đường, thì tất cả những cái nhóm này khi mà tới với các cái đơn vị chống Lao của chúng tôi, khi họ tới với các đơn vị chống Lao và họ được gì ạ, chẩn đoán loại trừ bệnh Lao, thì họ sẽ được xét nghiệm chẩn đoán Lao tiềm ẩn, và chúng tôi sẽ tư vấn nếu như người ta chấp nhận điều trị thì những nhóm này sẽ được đưa vào điều trị Lao nếu như phát hiện bệnh Lao, và điều trị Lao tiềm ẩn nếu như được chẩn đoán Lao tiềm ẩn. Và với điều kiện nữa là người ta đồng ý. Thế nhưng mà lát nữa thì chúng tôi cũng có một số các cái số liệu để trao đổi ở đây, vì nói thật là Lao tiềm ẩn chỉ là một tình trạng nhiễm, người bệnh hoàn toàn, người khách hàng người ta hoàn toàn khỏe mạnh. Cho nên việc mà chúng tôi chẩn đoán ra Lao tiềm ẩn nhưng chúng tôi tư vấn được cho họ vào điều trị hay không, với một cái liệu trình điều trị Lao tiềm ẩn trước đây là 9 tháng, bây giờ chúng tôi có những cái thuốc mới, những cái phác đồ mới, chúng tôi giảm xuống còn 3 tháng và thời gian tới chúng tôi giảm xuống còn 1 tháng, nhưng việc tư vấn bệnh nhân vào để họ đồng ý điều trị Lao tiềm ẩn hoàn toàn không dễ dàng một chút nào cả. Thì các chị đều biết rằng là điều trị Lao nó không phải điều trị ngắn ngày, và thuốc Lao thì lại có một số các cái tác dụng phụ, cho nên là cái việc mà chúng tôi rất là mất nhiều công để sàng lọc phát hiện ra rồi chẩn đoán ra, nhưng mà khi mà thuyết phục đưa cái nhóm này vào điều trị Lao tiềm ẩn thì lại cũng vô cùng khó khăn.
Thế thì đây là cái kết quả mà chúng tôi thực hiện trong 2 năm ở tại các cái đơn vị y tế đa khoa ở 7 cái tỉnh có cái tình hình phát hiện bệnh lao rất là cao. Thì chúng ta thấy ở đây rằng đây là quản lý lao ở nhóm bệnh nhân tiểu đường đấy ạ. Thì ta thấy rằng trong 2 năm thì chúng tôi đã sàng lọc được ở 36 huyện, 7 tỉnh, tôi sàng lọc được 64.000 những trường hợp bệnh nhân tiểu đường được chụp X-quang. Thế và trong số những người X-quang này thì có tới 6,9 khoảng 7% là có hình ảnh bất thường nghi lao, và chúng tôi cho xét nghiệm X-Port, và trong cái nhóm này chúng tôi phát hiện được gần 14% bệnh nhân lao ở trong cái nhóm có X-quang bất thường nghi lao này. Và ở đây thì chúng tôi có tính ra cái tỷ lệ phát hiện bệnh nhân lao có tiểu đường trên 100.000 người chụp X-quang của tôi ở đây là gì ạ? Gần 900.000 trường hợp. Thì chúng ta thấy rằng sao ạ? Với một cái tỷ lệ mắc mới ở Việt Nam là 173 trên 100.000 dân đúng không ạ? Thế và ở đây thì chúng tôi đã phát hiện ra những cái bệnh nhân tiểu đường mắc lao mới là 889 người, gần 900 người trên 100.000 người chụp X-quang. Do thế cái tỷ lệ đây rất là cao phải không ạ? Thì điều này chúng ta thấy rằng là sao? Bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh lao rất cao. Đây là cái hoạt động quản lý sàng lọc lao tiềm ẩn ở trong năm 2022 của chúng tôi ở những cái tỉnh mà chúng tôi triển khai thường quy về lao tiềm ẩn. Thì rất tiếc là vì cái nhóm nguy cơ cao của chúng tôi thì rất nhiều, từ người cao tuổi, người uống rượu, người hút thuốc lá, rồi bệnh nhân tiểu đường, bệnh nhân suy thận, chạy thận nhân tạo, bệnh nhân ghép phổi, ghép tạng, chúng tôi không thể yêu cầu địa phương tách ra tiêm riêng ra từng nhóm được. Thế thì ở đây chúng tôi gộp vào cái nhóm nguy cơ cao, nhưng mà chúng ta thấy rằng là trong này có bao gồm bệnh nhân tiểu đường. Thì ta thấy rằng trong 9 tháng đầu năm chúng tôi sàng lọc được khoảng 90.000 trường hợp bệnh nhân, và những cái người mà đồng ý, ở đây là nói đấy là chuyện là đồng ý xét nghiệm lao tiềm ẩn. Sau khi chúng tôi đã loại trừ được bệnh lao rồi và người ta gì ạ, người ta đồng ý xét nghiệm lao tiềm ẩn chỉ có 50% thôi. Thế thì ngay cái việc anh chị thấy rằng là người mời người ta đến với chúng tôi đã khó, vì là người ta là cái nhóm nguy cơ, thì xong rồi mời người ta đến được thì khoảng 90.000, nhưng mà sau này mời người ta đưa vào, người ta vào xét nghiệm nói rằng người bị ông có nguy cơ, vì anh chị có nguy cơ cho nên chúng tôi phải xét nghiệm lao tiềm ẩn. Thế thì có 50% đồng ý thôi. Đó. Thế thì cái chuyện rơi rụng ở đây đã rất nhiều. Và trong số 50% đồng ý này thì chỉ có khoảng 12% dương tính. Và trong 12% dương tính này thì cuối cùng các anh chị nhìn thấy cái tỷ lệ thu nhận điều trị của chúng tôi sao ạ? 64%, khoảng 63-64%. Tức là từ cái khâu mà chúng tôi sàng lọc cho tới khi chúng tôi nhận được những cái bệnh nhân nguy cơ cao, bao gồm bệnh nhân tiểu đường của chúng ta về điều trị, thì nó rơi rụng rất là nhiều những cái bệnh nhân trên cái quãng đường mà chúng ta từ cái sàng lọc tới chẩn đoán tới phát hiện. Thế thì thực tế là cái việc chúng ta nói về lao tiềm ẩn, quản lý lao tiềm ẩn ở trong các nhóm bệnh nhân, nhưng mà trên thực tế là cái việc này không hề dễ dàng một chút nào, nhất là khi người bệnh của chúng ta là những người hoàn toàn khỏe mạnh, họ chưa có biểu hiện triệu chứng gì cả, và chúng ta lại yêu cầu họ điều trị một cái khoảng thời gian 3 tháng, 6 tháng hay 9 tháng thì cũng cần có sự phối hợp rất là nhiệt tình, rất là chặt chẽ giữa các đơn vị. Và nếu như bệnh nhân tiểu đường họ nhận được thêm cả cái sự tư vấn từ các cái chương trình ở đái tháo đường, từ các cái đơn vị quản lý bệnh nhân tiểu đường về cái chuyện là quản lý bệnh nhân lao, thì khi họ đến với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng là cái sự chấp nhận chẩn đoán, chấp nhận điều trị từ phía chúng tôi sẽ, cái tỷ lệ của chúng tôi sẽ tăng lên. Và đây cũng là một cái bước đầu tiên, và chúng tôi cũng mong rằng là sẽ có cái sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa, sẽ có cái nhiều những cái hoạt động hơn nữa kết hợp giữa chương trình phòng chống lao cũng như là chương trình phòng chống tiểu đường, cũng như là giữa các cái đơn vị quản lý lao và các đơn vị quản lý tiểu đường, chúng ta có được những kết quả hoạt động cao hơn và tốt hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị đại biểu.